Bạn biết đến Triều Tiên, đúng chứ? Truyền thông phương Tây thường tuyên truyền thế này: những người dân nghèo đói tại Triều Tiên cố gắng sinh tồn bằng cách ăn thịt chuột, cỏ và vỏ cây, uống nước từ những vũng bùn. Có khả năng còn bị bắt vào các trại tập trung cho tù nhân chính trị nhiều năm trời vì vô tình nói ra suy nghĩ của mình khác với đảng và nhà nước. Sau đó thì còn bị đánh đập, tra tấn dã man, rồi để mặc cho chết đói. Hoặc là phải tìm cách sinh tồn bằng cách ăn phần người, hoặc là roi bọ từ xác chết. Nghe nó khá là tởm đấy, nhưng mà liệu rằng có đến mức kinh khủng như thế hay không? Thực tế là đang có 33.000 người Triều Tiên trốn thoát khỏi đất nước của mình và có một cuộc đời mới tại Hàn Quốc. Trong video ngày hôm nay, hãy bỏ qua những thứ bullshit được phương Tây tuyên truyền. Hãy đặt giả định rằng bạn là một người Triều Tiên nghèo khổ, muốn trốn thoát khỏi đất mẹ của mình để đi tìm tương lai mới. Bất chấp 3 triệu quả mìn được chôn tại khu phi quân sự DMZ, hay là khả năng bị tử hình công khai ngay khi bị bắt, hoặc là kể cả nếu vượt biên thành công, người thân 3 đời của bạn ở lại cũng sẽ rụp xương ở trong tù. Giả định rằng bạn bất chấp tất cả để trốn thoát khỏi Triều Tiên, thì đây sẽ là 4 cách khả thi nhất mà có thể thực hiện. Hãy nín thở đón xem hành trình của chính bạn trốn thoát khỏi đất nước độc tài nhất thế giới. Chúng ta sẽ bắt đầu với cách nhanh nhất và khó khăn nhất: vượt qua DMZ. Nhiều người thì cho rằng, trời ơi, nếu là một người Triều Tiên, chẳng phải chỉ cần bước chân qua đây là sẽ trốn thoát được sang Hàn Quốc ư? Thật ra thì cái bước chân mà bạn đang nói đến là một khu vực dài 250 km và rộng 4 km dọc theo vĩ tuyến 38, là biên giới hai nước và chia đôi bán đảo Triều Tiên. Đây được biết đến là vùng phi quân sự được canh gác nghiêm ngặt nhất thế giới, được 2 triệu quân lính ở cả hai bên chăm sóc ngày đêm. Một con rùa Triều Tiên cũng đừng mong bay được sang Hàn Quốc, chứ đừng nói đến là con người. Nếu mà muốn trốn thoát theo cách này, bạn có thể dẫm phải 3 triệu quả mìn, hàng rào dây thép gai với điện cao thế, hoặc là thành bia tập bắn biết chuyển động cho 1 triệu binh lính Triều Tiên. Nói rằng đây là hành trình khó khăn nhất mà con người muốn thực hiện trong thế kỷ 21, và cũng là cách nguy hiểm nhất để cố gắng trốn thoát khỏi Triều Tiên. Nhưng không phải là không thể nào vượt qua. Lẽ dĩ nhiên đây không phải lựa chọn yêu thích của những người dân thường chân yếu tay mềm. Phần lớn những vụ vượt biên ở DMZ đều được thực hiện bởi binh lính Triều Tiên. Trước đó thì chỉ có 6 vụ đào tẩu được ghi nhận trong 10 năm qua. 2 lần vào năm 2017, 1 trường hợp vào năm 2016, 1 vào năm 2015 và 2 vào năm 2012. Vào năm 2017, lính Triều Tiên là Oh Jong-sung đã cố gắng lái một chiếc xe Jeep lao thẳng qua vùng biên giới. Sau khi bỏ xe thì anh còn chạy nước rút giữa làn bão đạn và rồi gục xuống bên phía Hàn Quốc. Oh Jong-sung bị bắn 5 phát và mất gần nửa số máu trong người của mình. Tuy nhiên là thần thánh thiên địa ơi, anh ấy vẫn sống sót và hiện đang cực khỏe và đẹp trai tại Hàn Quốc. Tuy nhiên hãy lưu ý nha, những người đã chết thì không thể nào trở thành một câu chuyện hay. Nỗ lực thất bại trốn thoát khỏi DMZ và kết cục của họ ra sao, có lẽ là anh em không nên biết tới. Nếu là dân thường Triều Tiên, bạn nên có một lựa chọn sáng suốt hơn: trốn chạy bằng đường biển. Trong 40 năm qua, vài gia đình Triều Tiên đã thành công vượt biển bằng tàu. Mặc dù là không có hộ chiếu, giấy thông hành hay tiền bạc, Hàn Quốc vẫn là điểm đến lý tưởng nhất vì chính sách của mình. Chính phủ Hàn Quốc luôn giang tay đón chào tất cả những người tị nạn Triều Tiên. Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, đúng chứ? Và theo quan điểm của mình, họ coi tất cả công dân trên bán đảo Triều Tiên là cùng một quốc gia. Chính vì thế thì những người tị nạn Triều Tiên đều sẽ được nhập tịch và được hỗ trợ cuộc sống mới tại Hàn Quốc. Wow! Bây giờ nếu mà đã quyết định trốn thoát bằng đường biển, anh em có hai lựa chọn, đó là bờ phía đông hay là bờ phía tây. Nếu mà chọn vị trí này, ngay sau đít khu vực DMZ, có lẽ sẽ là gần nhất và an toàn hơn cả. Nhưng mà chính phủ chắc chắn đã tính đến trường hợp này rồi, vì vậy cũng có vô số hải quân tuần tra dọc theo tuyến đường biển này. Thế nên là để chắc cốp hơn, hãy vòng tít lên phương Bắc và khởi hành tại đây. Tuy nhiên là cũng có vô vàn những biến cố không thể nào ngờ tới. Hãy quay trở lại với thân phận của anh em lúc này: nghèo, đói, trên một chiếc thuyền nhỏ bé mong manh và không hề thiết bị định hướng. Song hải lưu có thể đưa bạn đến vẫn là Triều Tiên, hoặc tệ hơn nữa là gió thổi bay sang Trung Quốc, một lựa chọn đầy tồi tệ. Những người vượt biên được xem như dân nhập cư trái phép ở Trung Quốc. Nếu bị cảnh sát bắt,
ngay lập tức anh em sẽ bị trục xuất không thương tiếc. Và bạn biết điều gì đang chờ mình ở quê nhà rồi đấy. Nếu mà khó khăn quá, hãy thử bơi biển phía đông. Nếu mà bơi đủ xa, bạn sẽ đến được Nhật Bản. Và người Nhật thì sẽ không trục xuất đâu, mà cho anh em tự bơi tiếp sang Hàn. Nói về cái chuyện bơi nhá, nếu mà bạn bơi khỏe và có ý định thì Olympic rồi, bạn cũng có thể bơi từ chỗ này sang Hàn xem. Có vẻ dễ mà đúng không? Bởi vì có người đã thực sự làm được. Tất nhiên là danh tính thì không được tiết lộ. Một con đường phía trên mà bạn cũng có thể nghĩ đến khi muốn trốn thoát khỏi Triều Tiên, đó là đi theo đường biên giới phía Bắc. Tuy nhiên là điều này cũng không hề dễ dàng hơn chút nào. Nó giống như là cái việc so sánh xem Kim Jong Il bố và Kim Jong Un con, ai là nhà độc tài chuyên quyền hơn vậy. Hai lựa chọn phương Bắc qua Trung Quốc hay là phương Nam qua khu phi quân sự DMZ đều tệ như nhau, cái nào tệ hơn mà thôi. Ở đây thì bạn lại có thêm hai lựa chọn nữa: vượt biên qua sông Áp Lục hay là qua sông Đồ Môn. Sông Đồ Môn là lựa chọn được yêu thích hơn cả, bởi nó vô cùng là dễ dàng. Nhưng mà kể cả là như vậy, nhiều người vẫn không thể nào sống sót. Rất nhiều xác người thường xuyên được tìm thấy trôi nổi vô định ở vùng hạ lưu. Binh lính tuần tra thì luôn sẵn sàng khai hỏa nếu thấy bất cứ ai cố tình vượt biên. Còn có cái chuyện đó là họ nấp mình dưới những cái hố được đào kín, chỉ chĩa mỗi nòng súng lên và sẵn sàng bắn vào chim của những người vượt biên. Bây giờ giả dụ rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, bạn là người được chọn và sang được đất Trung Quốc. Cuộc đời thì cũng chưa hẳn là đã sang trang mới đâu. Chúng ta đều biết chính phủ Trung Quốc sẽ ngay lập tức gửi bạn về quê nhà nếu mà bị bắt. Và còn dở hơi cám lợn hơn nữa nếu mà bạn rơi vào tay kẻ xấu mà không phải là cảnh sát. Bạn có thể bị bắt cóc, đàn ông thì bị bán làm khổ sai, phụ nữ hoặc là về nông thôn Trung Quốc lấy mấy thằng đào đào, hoặc là bị cả nhà từ ông cháu bố con cho trở thành nô lệ tình dục. Chính vì đấy Trung Quốc chỉ là điểm dừng chân tạm thời trước khi người vượt biên Triều Tiên đến một nước thứ ba, hoặc là sang Hàn Quốc. Hàn thì mới chính là điểm đến lý tưởng nhất cho họ, được nhập tịch, cùng ngôn ngữ và văn hóa. Dễ hiểu mà đúng không? Một con đường tiếp theo là họ cố gắng rời khỏi Trung Quốc và đến Đông Nam Á. Việt Nam, Lào và Campuchia thì không hợp lý cho lắm, nhưng mà Thái Lan thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi phát hiện người tị nạn Triều Tiên, chính phủ Thái sẽ ngay lập tức trục xuất họ. Nhưng mà không phải là về Triều Tiên, mà sẽ là một chuyến bay thẳng đến Hàn Quốc. Hoàn hảo, đúng chứ? Trong thực tế thì nhiều người Triều Tiên đã ngay lập tức đến đồn cảnh sát đầu thú ngay khi bước chân được vào đất Thái. Cùng chính sách như Thái, tại Mông Cổ thì người tị nạn Triều Tiên cũng sẽ được gửi đến Hàn ngay khi bị bắt. Tuy nhiên là con đường đến với Mông Cổ xa xôi, bạn sẽ phải đi qua sa mạc Gobi. Nơi đây có thể bắt gặp loài gấu chiến Gobi, báo hoặc là những đàn sói lang thang. Chưa kể là biết đâu đấy, chúng xấu độc đắc khi gặp sâu tử thần trong truyền thuyết thì sao? Vậy thì còn con đường đến với châu Âu? Khó nhưng mà không phải là không thể. Điều thú vị là hiện nay có khoảng hơn 2.000 người tị nạn hoặc là đã nhập cư gốc Triều Tiên đang sinh sống tại lục địa già. Cộng đồng lớn nhất nằm ở Tây Nam London đang có khoảng 700 người Triều Tiên sinh sống. Họ được nhập tịch, cung cấp nhà ở và phúc lợi miễn phí. Thêm một điều nữa, cái sự khăm khắm ở đây là khá nhiều người gốc Á khi mà xin tị nạn vào quốc gia châu Âu thường bảo rằng mình là người Triều Tiên. Vì thế chính phủ phải kiểm tra vô cùng gắt gao. Và rồi khi một người Triều Tiên thật sự xin tị nạn, chính phủ không thèm tin nữa và gửi họ về quốc gia mà nghĩ rằng người đó xuất phát. Người Triều Tiên thì có ngoại hình cũng khá giống với người Trung Quốc. Và bạn nghĩ sao nếu mà anh chàng đen đủi đó lại bị gửi về Trung Quốc? Tôn hành giả, giả hành tôn, quá đen cho đội bán kem mà. Từ đầu video đến giờ, chúng ta đã tìm hiểu cách trốn thoát khỏi Triều Tiên cho người nghèo. Vậy thì tầng lớp giàu có và đỉnh chóp của xã hội Triều Tiên, họ có muốn bỏ trốn hay không? Tất nhiên là có rồi, và người giàu thì cũng có cách của riêng mình. Những người trong tầng lớp này thường đến từ các gia đình làm việc ở chính phủ hay là quân đội Triều Tiên. Chính vì thế họ được quyền tiếp cận với nền văn hóa đại chúng của thế giới, biết điều gì đang thực sự xảy ra ngoài kia. Những điều này thường bị cấm bởi ảnh ủn. Và thế là khi có đủ tiền và cơ hội, họ sẽ tìm cách để trốn thoát. Đặc biệt với thế hệ trẻ luôn có những khát vọng và xu hướng không hợp thời với chính quyền. Tôi tự hỏi là một anh bạn Triều Tiên 15 tuổi, không biết là có được xem Dragon Ball hay là Naruto, có biết đến thánh mẫu Maria Ozawa và Melody Mark hay không? Quay trở lại với câu chuyện, nếu là một người giàu có, sẽ có những cách dễ dàng hơn để trốn thoát. Bạn có tiền để đưa cho môi giới. Nếu bị bắt bởi lính biên phòng, hãy hồi lộ.
bạn cũng có thể làm giả hộ chiếu và chứng minh thư của Hàn Quốc. Thậm chí là còn tốt hơn nữa nếu bạn là một du học sinh được chính phủ cử đi học tập ở nước ngoài. Vậy thì còn một nhà ngoại giao Triều Tiên đang công tác ở nước ngoài thì sao? Mọi chuyện lại còn đơn giản hơn nữa kìa. Nhưng có một quy tắc ngầm, đó là gia đình, có thể là cô con gái bé bỏng, sẽ phải ở lại Bình Nhưỡng trong suốt chuyến công tác của nhà ngoại giao ở nước ngoài. Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, đó là con tin. Trong thực tế có một trường hợp khá may mắn, đó là Tae Jong Ho, cựu đại sứ của Triều Tiên tại Anh Quốc. Khi mà ông này đã tạo được niềm tin, xoay sở và thuyết phục để đưa cả vợ và con của mình đến London. Không còn gì vướng bận, ông Tae đã cao chạy xa bay với cả gia đình của mình. Tae là gương mặt tiêu biểu cho những người vượt biên tầng lớp cao và là cú đấm thẳng vào mặt của chính quyền Bắc Hàn khi đó. Phía Triều Tiên đã lên TV và công bố ông Tae là kẻ đào tẩu vì biển thủ rất nhiều công quỹ, bán bí mật quốc gia và thậm chí là hiếp dâm trẻ em. Và cái điều khăm khám là anh Tae này ngay khi biến mất thì lại chẳng đi đâu xa mà bay ngay sang Hàn Quốc nhập tịch. Thậm chí là đến năm 2020 còn được bầu cử trở thành nghị sĩ của Hàn Quốc. Được biết thì ông Tae là con trai của đại tướng, bạn vào sinh ra tử và lãnh tụ Kim Nhật Thành. Và đây được coi là cuộc đào tẩu của người ưu tú nhất Triều Tiên. Chà, khá là buồn đấy. Nếu mà video này kích thích trí tò mò của bạn, kính mời anh em đón xem tiếp. Sự riêng tư và mặt trái đen tối của bệnh ngôi sao đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha các bạn ơi.